mình chào tất cả các bạn nhé mình trồng sứ mà nói là không thúi thì không đúng sự thật thì trồng sứ nó phải thúi mà nó cũng giống như con người mà thúi tới đâu thì mình trị tới đó bệnh tới đâu thì mình trị tới đó nha các bạn chứ trồng sứ lâu năm rồi thì bắt buộc nó phải thúi thì trong cái sứ nó thúi nó có nhiều cách lắm các bạn nó thúi từ dưới cũ nó thúi lên rồi nó thúi từ trên, trên bo này nè À, nó thúi xuống rồi nó thúi từ từ cắt tới đầu thúi tới đó và thúi xuống tới hết bo luôn nha các bạn đây là những cái củ sứ mà nó thúi từ dưới dư, dư, giữa cổ giữa cổ nó không dưới róc dưới dưới rễ rễ thì nó không thúi mà nó thúi giữa cổ này ha à, rồi nó thúi nó thúi giữa cổ rồi cái thằng những cái thằng này là thằng suối giữa cổ ha à, còn có những cái cây sứ nó thúi từ trên bo nó thúi xuống thúi từ trên bo này ha à, nó thúi xuống nó thúi cắt tới đầu thúi tới đó và và mình đã điều trị thành công Ha. Thì à, Còn à, đây cũng là một cái cây sứ Nó thúi từ trên bo nó thúi xuống nè Khi mình ghép mạnh khỏe xong rồi các bạn Thì bắt đầu nó ăn cái bo này Nó ra cái hoa Nó ra cái hoa xong xuôi rồi bắt đầu Khi cái hoa nó tàn mình không có chịu rắc bo đi Thì bắt đầu nó thúi từ này Nó thúi xuống cái bo này bắt đầu mình cắt tới đâu Thúi tới đó xuống xuống tới đây Thì bây giờ mình phải xử lý là mình cắt bo mình bỏ luôn Và mình giặt hết cái phần thúi đen à, cái, cái vấn đề này nào Các bạn phải chú ý nè khi mình cắt mà nó còn cái dấu đen một cái dấu thêm kim nhỏ thôi mà đen là bắt buộc phải cắt cắt lạng làm sao mà cho nó hết cái dấu đen đó ha rồi các bạn sẽ dùng thuốc bôi lên bôi lên cho nó khô xong xuôi rồi dùng cái keo mỹ tiến bôi nó lên nha các bạn dùng cái keo mỹ tiến bôi nó lên để cho nó nấy thì cái cây này bây giờ mình trị cũng đã thành công giờ nó đã tỉnh rồi đó, thì là đó là những cái cách thúi đây là thúi bo thúi từ trên bo thúi xuống còn có những cái cây sứ nó thúi từ dưới cũ nó thúi lên các bạn nó thúi từ dưới cũ nó thúi lên à. nó thúi từ dưới cũ nó thúi lên mà thì cái cách nào thì mình cũng phải điều trị cho nó thôi thì à, đây là cái cây nó thúi từ dưới cũ nó thúi lên trên bo thì rất là mạnh khỏe nha các bạn rất là mạnh khỏe nhưng mà nó thúi từ dưới cũ nó thúi lên thì mình cũng đã trị thành công mình điều trị thành công và bây giờ đang nó đang ra tược tược nó không ra ha thì à, đó là những cái cách đấy còn cái cây này cũng vậy nè các bạn nó cũng thúi từ dưới cổ nó thúi lên nó thúi bất hết nửa cũ luôn ha nó thúi bất hết nửa cũ luôn nhưng mà bây giờ mình trị sống còn ai mình trị nó đã sống rồi ha các bạn nó đã sống rồi đã sinh tư nó đã ra hoa rồi ha thì à, bây giờ mình trình bày với các bạn những cái cách để trị thúi cũ nó thúi thì nó thúi vô 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 dạng lắm nó thúi giữa cổ nó thúi lên nó thúi từ dưới rễ nó thúi xuống nó thúi từ trên bo nó thúi xuống thì đây là là những cái loại thuốc mà mình bắt đầu mình trị mình thấy nó có hiệu quả thì bây giờ hôm nay là mình sẽ chia sẻ cho các bạn à, ở những cái cây mà nó thúi á, nó thúi từ à, dưới gốc mà nó thúi lên như thế này nè à, thì à, khi mà những cái cây nào mà các bạn cảm thấy mà cứu được từ trong thân cây ha à, cứu được từ trong thân cây này nè à, thì các bạn cứu còn cái cây nào mà các bạn thấy không ấy được các bạn nhổ ra ha à, thì ở những cái thúi này các bạn lấy cái muỗng các bạn cạo hết cho mình cạo hết cái, cái 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 bận này cái bận thúi này ha cạo hết cạo hết nha các bạn cạo hết cho mình nói chung là phải chịu khó các bạn chứ bây giờ mà mình nói với các bạn là không phải cây nào cứu cũng thành công nhá thì à, ăn thua nơi cái 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 bệnh nó tới đâu cái bệnh nó tới đâu để cho các bạn cứu thôi chứ còn không phải là cây nào cuối cũng sống nha các bạn đó thì bây giờ ở những cái cây củ thúi như thế này thì hôm nay mình tìm được cái loại thuốc nó gọi là thằng boner bốn mươi tb à, cái thuốc này là thuốc trị thối củ nhũng thuốc trị thối nhũng cũ nha các bạn thì giờ trong một chiên này là người ta nói là một chiên này là ngâm trên 20 lít nước để mình lấy mình 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 ấy nó thì bây giờ các bạn những cái cây thí dụ như các bạn có nhiều thì các bạn ngâm hai ba viên trong một thùng lớn thì các bạn ngâm còn những cái bạn nào mà nhỏ thuốc một cây hai cây thì bây giờ cái viên boner này nè cái viên boner này ha đây cái viên boner này thì nè các bạn thấy nó thúi nè đó nó thúi như thế này nè ha thì các bạn bẻ ra một góc tư ha các bạn bẻ ra một góc tư rồi các bạn ngâm cho mình trong một lít nước các bạn bẻ ra một cốc tư thì các bạn bỏ cho nó sùi bọt ha nó sùi bọt rồi các bạn ngâm cho mình trong một lít nước nha đó thì à, bây giờ các bạn bỏ vô rồi trong một lít nước cái này là mình đã bỏ mình ngâm rồi mình bẻ một cốc tư là mình bỏ mình ngâm rồi ha thì à, bây giờ cái cây này nè thì các bạn dùng cái muỗng các bạn cạo hết cái lục cái, cái, cái lớp nhũn dày của nó ra để cho cái củ nó trắng như thế này nè thấy chưa đó nó trắng như thế này xong xuôi rồi các bạn ngâm vô ngâm vô ha các bạn à, ngâm vô các bạn lấy nước các bạn đổ lên ngâm vô cho mình đó. Rồi à, cái nào mà ngâm vô được thì các bạn ngâm. Ngâm vô không được thì các bạn lấy à, cái muỗng á, các bạn múc các bạn đổ vô trong cái vết thương á. Ha, đổ trong cái vết thương. Đó để cho mình khoảng cửa 5 phút ha, à, để 5 phút rồi à, rồi các bạn phơi nó lên đó ha à, thì các bạn đổ cho đổ vô cho mình cửa um, nó ngập như thế này nè rồi để cho nó ấy còn có nào các bạn ngâm vô được thì các bạn ngâm vô luôn thì à, các bạn làm vậy xong các bạn đổ để trong 5 phút ha rồi bắt đầu các bạn treo nó lên treo nó lên thì từ từ cái vết thương này nó sẽ bị khống chế nó không còn thúi nữa nó không còn thúi nữa nha các bạn thì từ từ nó khô và ha một ngày sau các bạn cũng làm như vậy làm ba ngày như vậy á thì các bạn treo nó lên thì cái cây nào mà nó chịu được thì cơ mai nó sống ha đó rồi bây giờ rồi xong xuôi rồi các bạn treo nó lên ha thì cơ mai cây nào cơ mai nó sống được thì nó sống thì đây cái cây này là cây thúi giữa cổ thì mình cũng đã khoét hết rồi khoét hết nha các bạn khoét hết cho mình đó các bạn lấy cái muỗng này các bạn khoét hết cái 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 bẹ nhầy này, này Quét hết cái cái nhũn này cho mình ha. Quét hết, Khuếng hết cho nó trắng ra nha các bạn. Đó. Khuếng hết cho mình. Rồi ha thì cái bà cái nào mà các bạn ngâm vô được thì các bạn ngâm ngâm vô luôn ha còn các bà cái nào mà không ngâm vô được các bạn múc các bạn đổ vô đổ vô cho nó, nó 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 ấy thì để cho nó xử lý mà mình thấy á, theo như mình thấy á, thì cái thuốc này nó cũng hay là khi các bạn đổ vô thế này bắt đầu nó khô các bạn nó không thúi nữa nó đứng lại tại là thuốc này là chuyên trị thúi nhũng mà nó nó đứng lại nha các bạn nó đứng lại rồi à, các bạn treo lên khoảng cỡ một ngày rồi chừng ngày sau á các bạn cũng còn cái nước đó lại các bạn làm tiếp tục các bạn làm làm ba lần như vậy thì các bạn treo nó lên thì nó mới khô được cái cái thuốc này là chuyên chống úng thối nhũng mà cho nên cái chỗ nào thối nhũng á các bạn ngâm nó vô các bạn tưới nó vô thì nó sẽ đứng lại nó đứng lại nha các bạn nó nó sẽ đứng lại thôi ha rồi bây giờ các bạn treo nó lên treo nó lên rồi ngày sau các bạn cũng làm y vậy nữa rồi các bạn treo nó lên treo nó lên làm ba lần như vậy thì cái cây nào nó sống được thì nó sống nha các bạn còn cây nào nó không sống được thì nó chết thôi mình cũng không biết được đâu mình cũng không có dám nói chắc với các bạn là một trăm phần trăm nhưng mà mình có những cái cây mình đã cứu sống thì à, mình chia sẻ với các bạn vậy thôi thì à, đây là cái thuốc Boner nha các bạn Boner 40 TB trị thuốc trị thúi nhũng đó, thì những cái cây mà nó thúi nhũng như thế này đây đó, thì các bạn cứ khoét hết cho mình khoét hết nha các bạn khoét hết như vậy thì các bạn trị rồi nó hết rồi ngày mai bắt đầu nó tiếp tục nó nhũng nữa thì các bạn cũng lấy cái muỗng các bạn khoét như vậy luôn rồi các bạn đổ cái 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 cái, cái nước cái, cái, nước thúi nhũng này vô trị cho nó ha đó trị hoài ba bốn ngày như vậy đó ba bốn lần như vậy á cây nào nó sống được thì nó sống nha các bạn Cây nào không sống được thì nó chết thôi Mình cũng không có dám chắc là 100% đâu Tại vì Nó cũng giống như bệnh con người đó. Khi anh phát hiện kịp thời Thì anh có thể trị được Nhưng mà khi cái bệnh nó quá nặng rồi Thì trị cầm chừng Chứ còn Còn nói là để trống hết 100% Thì mình không dám bảo đảm đâu nha các bạn Đó Nó là như vậy đó, Các bạn cứ Cái nào mà ngâm được thì ngâm Cái nào ngâm không được Thì các bạn đổ nước vô Rồi các bạn để cho mình khoảng cỡ 5 phút rồi các bạn xả nó đi rồi các bạn treo nó lên à. đó mình thấy nó đứng lại các bạn mình trị xong cái mình thấy nó đứng lại đó. mình thấy nó đứng lại chứ không phải là không 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 hết đâu có có nhiều củ nó cũng sống có nhiều củ mình trị xong rồi nó vẫn sống nha các bạn nó sống đàng hoàng cho mình luôn đó thì thì mình giới thiệu cho các bạn đây là những cái cây mà mình đã trị nó sống rồi đây thì cái cây này nó cũng thúi nhũng như vậy mình cũng khoét này các bạn thấy không đó mình lấy cái muỗng mình khoét xong mình đổ nước vô cứ ba một ngày cái mình làm một lần một ngày mình làm một lần thì bữa nay mình thấy nó tỉnh rồi à, nó hết thúi à cứng à ha và cái cây bữa nay bắt đầu nó tỉnh lại rồi các bạn nó thì nó thúi như thế này nè đó các bạn khoét là nó khoét cái cái muỗng cạo hết cái 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 nhũng của cho mình cho nó trắng như củ phì mì rồi bắt đầu các bạn đổ nước vô đổ nước này vô nè nè đó các bạn đổ vô rồi ngâm cho mình khoảng cỡ 5 phút đó ngâm cho mình khoảng cỡ 5 phút vậy Rồi bắt đầu các bạn đổ nước ra để cho nó khô đi rồi bắt đầu bắt đầu, bắt đầu. rồi um, như cái cây này cũng vậy nè mình cũng đã trị rồi mình đã trị nó hết rồi mình khoét mình trị hết rồi bây giờ bắt đầu nó đang tỉnh nè, đang ra lá non nè đó thì mình mình cầu mong là cây này sẽ sống hết thúi à, nay 10 ngày rồi mà thấy nó không thúi nữa là tức là nó không thúi nữa nha các bạn thì đó là trị bằng bằng cái cách là trị cái thuốc thúi nhũn mà khi nó đã thúi nhũn quá nặng này thì các bạn vỗ ra hoặc các bạn để trong chậu các bạn trị ha thì đây là cái cây mình trị hôm đây cách đây hai tháng nè đó thì các bạn thấy nè mình trị cái đây hai tháng, đó thì à, mình cứ khoét khoét xong cái rồi à, mình đổ cái cái, cái nước bơ này vô, đó rồi bắt đầu mình để khô chậu, đừng có tưới nha các bạn, phải để cho nó khô chậu. đó thì bữa nay nó đã tỉnh, nó đã sống à nó sống rồi nha các bạn. Này nó hết rồi còn cái da không à? nói chung là bây giờ mình trị xong là nó chỉ còn được cái rễ dưới này, với là còn cái da không? xung quanh này còn cái da không? nhưng mà nó sống rồi, sống rồi nè các bạn thấy nè, đó. bữa nay nó tươi tốt như thế này nó ra hoa luôn à ha à thì à, đó là cái điều cầu mai Ở chứ không phải là cứ một cây nào cũng một trăm cây nào thúi cũng trị hết đâu. nói chung là trị cái chục cây như vậy á, thì thì cũng được um, vài ba cây chết, cũng vài ba cây sống. Ở thì à, đây là mình trị bằng bôner. ha. còn cái cách thứ hai nữa, khi các bạn không vỗ ra khỏi chậu, thì các bạn lấy cho mình một lít nước, ha, một lít nước trắng, một lít nước sạch, ha. rồi à, thì cái thuốc này mình cũng đã giới thiệu rồi cái thằng làm măng cô giếp vàng ha một lít nước các bạn bỏ cho mình bún hai muỗng này hai muỗng này nha các bạn bỏ vô hai muỗng các bạn quậy đều các bạn tưới đó bạn bỏ cho mình hai muỗng các bạn quậy đều các bạn tưới vô cho nó ha là tưới trực tiếp vào trong góc á để cho nó khỏi thối ha đó rồi thì à, mình nói với các bạn là các bạn à, quậy mau cô giúp vàng ha rồi các bạn tưới vô cho mình ha đó các bạn tưới vào rễ cho mình tưới vào rễ giữ cái rễ không cho nó tiếp tục có nữa ha rồi đó là các bạn à, tưới rồi giữ cái rễ lại cho mình không cho nó thúi nữa ha những cái cây này á <laughs> khi nó tỉnh rồi nhưng mà các bạn cũng phải tưới mà cô vết vàng một lần hai lần cho nó để để cho nó giữ cái, cái những cái rễ dưới đó các bạn những cái rễ dưới này nó cũng vẫn bị tổn thương nó hay ăn luồn lắm nó hay ăn luồn xuống cái này nó lành rồi nhưng mà có những cái tim đen mình lại lấy không hết nó ăn luồn xuống nó tiếp tục nó phát cái rễ cái này đó, cho nên là các bạn phải kỹ thì các bạn phải quậy mà cô vết các bạn đổ cho nó đây mình giới thiệu cho các bạn đây là cái thằng mà nó thúi không thể cứu được nó thúi mà mình không thể cứu 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 được luôn mình mới bật mình quá mình kêu thôi bây giờ chết chết sống sống mình mới để nguyên nguyên trong chậu luôn nha các bạn mình không có vỗ ra và mình cũng không có cắt không có xử lý gì hết đó. bắt đầu cái thuốc mang cô dép này nè mình tưới trực tiếp cho nó mình cứ tưới trực tiếp cho nó như thế này đó mình tưới này là lần thứ tư rồi thì bắt đầu nó lại sống mà các bạn nó không thúi nữa thì bây giờ ở cái cây này nó còn được hai cái rễ không thúi đây cái rễ này còn cái rễ sát trên cổ này các bạn thấy không đó còn cái rễ sát trên cổ này còn ở đây là thúi hết rồi Thúi sạch sẽ hết rồi ha, Thúi hết Nè các bạn thấy nè Thúi sạch sẽ hết luôn à. Thúi hết rồi Còn chỉ mỗi cái rễ này Và bên này còn một cái rễ này ha. Vậy bây giờ là cái cây này nó sống là nó nhờ hai cái rễ này Trên cổ này không còn thúi nữa Dưới này thúi hết luôn rồi Thì bây giờ còn hai cái rễ này nó lấy chắc bổ Để nó, 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 nó nuôi cái tạng này là nhờ hai cái rễ này Thì bữa nay bắt đầu mình thấy nó đứng lại Nó không còn thúi nữa Và tiếp tục bây giờ bắt đầu nó ra lá non Như vậy là mình nghĩ cái cây này sống ha mình nghĩ là cái cây này nó sẽ sống nó không chết nha các bạn đó thì cái cây này là mình cứu bằng băng cô dép ha mình tưới bằng bao thuốc băng cô dép thì nó cũng sống thì bây vậy á, là bây giờ á, ở những cái củ thúi này thì có bỏ các bạn có hai loại thuốc để các bạn trị thuốc thứ nhất là cái thuốc trị thối nhũng boner 40 tb ha Border 40TB Thì mỗi cây như vậy á, nếu mà các bạn nhiều Thì các bạn pha một viên này trên 16 lít nước các bạn Ngâm vào Ngâm vào Còn cái chỗ nào không ngâm được thì múc lấy muỗng chế vô Đó, Thì cứ còn những cái cây nào mà các bạn ít quá các bạn bẻ một góc tư cho mình Một góc tư như thế này Các bạn ngâm trong mình trong mình trong một lít nước thôi Các bạn trị cho nó tại vì nó quá nặng à. À, Thì ở những cái cây như thế này khi các bạn nhổ ra rồi nè Thì các bạn bỏ trong một ly nước các bạn ngâm vô luôn ngâm vô hẳn vô trong đó luôn để chừng cho mình chừng năm mười phút rồi các bạn lấy ra các bạn lấy còn những cái cây nào các bạn không dỗ thì các bạn dùng muỗng các bạn tưới vô chế nó vô rồi bắt đầu để cho nó ngâm khoảng cỡ 5 phút rồi các bạn xả nước cho nó vô trong này luôn rồi các bạn phơi nó lên thì thằng nào nó sống thì nó sống nhưng mà thấy cái cơ hội sống cũng nhiều các bạn thấy cơ hội sống này như con cái củ này ngày hôm qua nó nó ngày cái đại ba ngày nó thúi banh chành luôn nhưng mà mình chế vô bên này nó đứng nè các bạn thấy nè củ cứng ngắt nó không có thúi nữa nó không có còn thúi nữa thì mình thấy nó cũng có hiệu quả còn nó sống nó chết thì cũng cùng cùng, cùng, thời gian dài điều trị thời gian dài mới biết được nha các bạn tệ lắm phải 10 ngày đến nửa tháng đó, thì các bạn mới thấy nó sống được hay là nó không chứ còn không phải là dễ đâu thì đây là cái củ nó thúi ngang cổ nè mình cũng đang trị nè đó mình cũng đang trị cho nó thì thấy nó đứng lại nó không còn thúi nữa à, nếu mà nó thúi được là bốn ngày nay cái củ này nó thúi banh luôn à nhưng mà bây giờ nó đứng lại nó cứ ngắt à mà không biết mình, nó, nó, mình không biết là nó sống hay là nó chết thôi đó, nhưng mà bây giờ ở ngoài này còn chỉ một cái lớp da thôi nha các bạn đó còn một cái lớp da thôi thì bây giờ các bạn cứ treo nó lên treo nó lên thì thằng nào mà nó sống được thì nó sống ha thì hôm nay á, mình giới thiệu cho các bạn á là có hai cái loại thuốc mà để trị ống thuốc cũ nha các bạn trị ống thuốc cũ thì hai cái loại thuốc này thì một là thằng trị thú nhũng hai nữa là cái thằng trị cũng thúy nhũng như bà trị trong 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 chậu đó thì bây giờ những cái thằng này thì bây giờ lâu lâu các bạn cũng phải quậy măng cô dếp các bạn đổ cho nó ha đổ cầm chừng cho nó để cho nó giữ bồ rễ đó thì ở những cái củ này thì thì đối với măng cô dếp á thì các bạn trong một lít nước này nè khi nó thúi mạnh nặng quá rồi thì các bạn bỏ hai muỗng canh trên một lít nước rồi các bạn tưới cho nó nha đó còn cái thằng boner này còn cái thằng Bonner này thì cũng là trị thúi nhũng. Nhưng mà bây giờ các bạn bẻ ra một cho mình một cốc tư như thế này. Các bạn ngâm trong một lít nước. Rồi củ nào mà ngâm được vào trong cái 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 ca này á, thì ngâm, ngâm còn, còn cái củ nào mà ngâm không được các bạn lấy muỗng các bạn chế trực tiếp vào. Đó, thì như cái cây này nè. Đó bữa nay nó bị 6 7 ngày một tuần lễ rồi nè. Đó, mà mình trị mình thấy nó im. Im nè, nó im rồi nè các bạn. Nó không có còn thúi nữa. Nè, cứ ngắt nè, các bạn thấy không? Nè, cứ ngắt nè đó và bây giờ cái chỗ này nó không còn thúi nữa là nó đứng rồi đứng rồi nha các bạn còn nó sống hay không thì ăn thua nơi ăn à, mình để mình theo dõi mà mình nghĩ cũ này nó sẽ sống tại vì bây giờ nó đứng rồi nó không nó không còn ái nữa nếu mà nó thúi là một tuần lễ này nó đã thúi bằng cái củ này luôn nè thúi bằng cái cũ này luôn nè chứ nó không còn đứng được như thế này đâu mà bây giờ nó đã đứng như thế này trong này nó cứ không còn thúi nữa nè cứ ngắt này đó, thì mình nghĩ rằng là cây này sống ha thì bây giờ á có hai cái lệ thuốc trị ống thúi cũ mà mình tìm ra mình trị mình thấy nó hiệu quả thì bây giờ mình chia sẻ cho các bạn thì cách thứ nhất là cái thằng Bonner ngâm một cốc tư trong trong một lít nước rồi các bạn tưới cho nó tưới cho nó xong còn để cái nước này ba một ngày sau tưới cho nó một ngày sau tưới cho nó tưới ba bốn lần như vậy rồi bắt đầu các bạn cắt nước hoàn toàn cắt nước hoàn toàn luôn không cho nữa nó bắt đầu để cho tự nó tự sống nước khô nó khô kệ nó trong thời gian chừng nửa tháng thì vết thương này nó khô nó sẽ sống đó như cái thằng này nè các bạn thấy nè bữa này được nửa tháng rồi đây nửa tháng rồi đây thì bữa nay nó khô nó không còn tiếp tục nếu mà nó thúi thì cái cổ này nó thú rụt luôn rồi à. nó thối rụt luôn nha các bạn nhưng bây giờ hai cái rễ này nó chịu đứng lại nó chịu đứng lại và nó không thúi nữa tức là cái cây này nó đã chịu ha thì bây giờ cái rễ này còn rễ này còn còn cứng còn lấy được chất bổ và bên này nó còn một cái rễ cũng còn lấy được chất bổ thì cái cổ này cứng nè như vậy là cái cây này là sống tại vì á nếu mà nó thúi thì nửa tháng này nó đã thúi rồi bây giờ là bắt đầu nó đâm lá non ra ha thì đó là những cái tin vui mừng Mà mình đã trị Mình thấy thành công thì mình chia sẻ cho các bạn Đó là những cái tin vui thì Còn cái thằng này cũng vậy nè các bạn thấy nè Cái thằng này á Là nó thúi hết Cái này là nó gồm có bốn củ bốn củ nha các bạn Thì bây giờ nó thúi hết hai củ bên này Bự rồi còn có hai củ bên này à còn hai củ bên này thì bắt đầu mình mới tất cả là bảy bo mà bên này bốn bo mình chặt mình bỏ mình giặt mình bỏ xong xuôi mình lấy mũ mình cạo xong rồi mình chiếu chế boner vào mình chế boner vào một ngày xong mình để mình phơi Phơi xong cái sáng rồi mình chế boner mình phơi mình cứ làm ba bốn lần như vậy cái mình thấy nó đứng lại nó khô cái bắt đầu mình cắt nước mình cắt nước mình để mình để mình, để, mình không còn tưới nữa thì bữa nay nó được 20 ngày rồi đây thì bữa nay nó khô khô hết thì bữa nay nó sống nè các bạn thấy nè bữa nay nó sống mà bắt đầu nó đã ra hoa như vậy là cái cây này sống ha cái cây này sống cái cây này sống không còn thứ nữa đó thì đây là mình trị một boner Ha. còn cái thằng này á là mình trị bằng băng cô dép thằng này là mình trị bằng băng cô dép mình không có nhổ ra mà mình cứ quậy băng cô dép mình đổ vào mình quậy băng cô dép mình đổ vào thì bây giờ tới nó thối tôi thối tới cái cổ gốc này nó đứng lại nó không còn thối nữa nó không còn thối nữa nha các bạn thì bây giờ nó nhờ nó sống là vừa được hai còn hai cái rễ này ha còn được hai cái rễ này hai cái rễ này thì ảnh à, lấy chắc cổ bằng hai cái rễ này đó thì cầu mai ha chứ cũng không có tài giỏi gì đâu trồng xứ thì nó phải thúi nó thúi nóng mặt nó thúi thối nản luôn nha cho nên là các bạn thì mình cũng đã tìm được cái loại thuốc này thì mình cũng chia sẻ cho các bạn để các bạn nào nếu mà nó thúi củ một hai cây thì cố gắng mà trị thôi chứ giờ biết sao ha nó thì còn cái cây này là mình mới trị được ba ngày ba ngày cái này là không thúi củ mà nó thúi từ nó bo nó thúi xuống thì mình lấy dao mình khoét hết khoét rộng ra khoét chừng nào không còn nó trắng như khoai mì bắt đầu là các bạn chế cái nước bôi nơi này vào thì nó sẽ đứng lại nó không thúi nữa thì ba ngày sau bốn ngày sau từ mới ngày hôm qua bắt đầu mình mới lấy um, um, thuốc kêu liền sự mỹ tiến này mình bôi vào đó, thì nó đứng lại thì mình nghĩ là nó sẽ đứng lại tại vì mình thấy có cái hiện tượng đột non nó ra nè nó nó không còn thối nữa nha thì uh, hôm nay mình cũng muốn lên á mình uh, chia sẻ với các bạn những cái loại thuốc mà mình tìm ra để trị thuốc cũ rồi mình chia sẻ cho các bạn các bạn nào mà có cái nhu cầu mà để để điều trị á thì ráng điều trị cho nó nha thì mình trị mình thấy nó sống nó hiệu quả thì mình uh, chia sẻ cho các bạn nha thì uh, các bạn cố gắng các bạn làm chứ còn trồng xứ mà nó không thúi là không không ai làm được đâu phải thúi nó thúi ít thì thúi nhiều và nó thúi như thế nào ăn tôi đến cái lúc mình phát hiện được để mình điều trị kịp thời thì có cơ mai nó sống rất là cao đó à, mình uh, mình có một cái cây này nè mình trị mà bữa nay mình để luôn mình mình trị xong rồi mình ấy luôn mà mình, mình nghĩ là nó sống mình sẽ lấy cho các bạn xem các bạn nghĩ cái cây này nó sống không mình nghĩ là nó sống đó các bạn nè nó thúi hết luôn mình cắt hết củ luôn, mình cắt hết củ không có còn gì, còn chỉ mỗi cái hai cái rễ này thôi. nhưng mà lại sống kỳ diệu không các bạn? các bạn thấy nó kỳ diệu không? như nó đang ra lá non nè. đó. bây giờ nó thối hết luôn, nó thối hết luôn này. các bạn thấy không? nó cháy luôn cái này cháy hết nó thối hết luôn, còn không có còn gì, đó. chỉ còn mỗi cái hai cái rễ này. ha. À. nhưng mà bây giờ là nó lại sống các bạn, nó lại sống, thối hết là không còn cái gì nữa chỉ còn hai cái rễ đó. nhưng mà nó lại sống. bây giờ bắt đầu bữa là cả một cả tháng trời đây các bạn mình để cả tháng trời mình cắt nước mình không còn tưới nước tới đùi hết mà lại sống nó ngộ thiệt đó chứ đó thì bây giờ nó sống này các bạn thấy không nè mình đâu có tin này nó cứ ngắt nè nè đó rễ nó cứ ngắt nè nè nó còn xanh dần nè nè là mình móc cho các bạn xem nè thấy chưa thấy nó xanh chưa đó nó xanh như vậy là nó sống nha các bạn nè nó xanh nè thấy chưa thấy nó xanh chưa nó xanh như vậy là nó sống nè nó xanh nè đó thấy nó xanh chưa đó như vậy là cái cây này sống hết rồi không còn gì mà vẫn sống ha các bạn ha À, thì đấy là những cái cái, cái loại thuốc boner và ấy mình đã trị thành công thì mình chia sẻ cho các bạn như vậy. Thuốc boner này trên thị trường nó bán từ 12 đến 14 ngàn một viên. Có chỗ thì ra mua sĩ thì nó bán 10 ngàn. Còn nếu mà các bạn mua lẻ là 12 đến 14 ngàn một viên ha. Thì về trị cho nó. Thì à, hôm nay thì mình lên mình cũng chia sẻ. Mình tìm được cái loại thuốc mới mà để trị thúi cũ. Thì à, mình trị mình thấy nó có hiệu quả thì mình cũng chia sẻ cho các bạn nha thì các bạn nào mà thúi cũ thì chắc chắn phải thúi rồi các bạn cố gắng các bạn làm mua thuốc về trị liền cho nó trị hoài chăm sóc nó như đứa con vậy đó ha thì nó 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 mới sống được chứ bây giờ biết làm sao mình trăm b thì mình chơi thôi thì thôi hôm nay một ngày mới thì hoa ba trồng lên cũng chia sẻ với các bạn đã tìm ra cái loại thuốc chống úng thúi cũ nó tên là boner và cái thuốc kia là cái thuốc mang con dép mình đã, đã 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 giới thiệu lâu rồi thì thằng Boner này là chuyên trị uống thối củ nha các bạn thì mỗi cây nếu các bạn nào ít thì các bạn bẻ ra một cốc tư còn các bạn nào nhiều các bạn ngâm nguyên một chiên trong 16 lít nước rồi các bạn lấy cái củ đó các bạn ngâm vào nhổ ra rửa sạch sẽ rồi ngâm vào nếu có cái cây nào mà các bạn thấy khó ngộ nhổ hoặc là nhổ nó thấy thương quá thì các bạn cạo nó sạch đi rồi các bạn lấy cái nước này các bạn lấy muỗng các bạn chế vào để chừng 5 phút rồi xả nó đi cho rút hết nước đi rồi bắt đầu treo lên thì nó sẽ sống còn mai ha thôi thì hôm nay mình cũng lên mình chia sẻ một cái cách trị uống thuốc cũ của một giống thuốc mới ha thì để cho các bạn thấy hiệu quả thì các bạn làm làm để cứu cho nó những đứa con tinh thần của mình trong cái niềm vui của mình để cho mình chơi nói chung là nó thúi rồi mua một cây mới thì nó đơn giản nhưng mà các bạn cứu được cái cây nó sống là cái niềm vui nó lan tỏa rất là lớn rất là rộng luôn nó có một cái gì đó giống như là một cái bằng sáng chế hay là một cái gì đó trong cái thâm tâm của mình nó mình dựa vào đó một cái nền tảng để mình tiếp tục mình cứu những cái cây khác thì mình có cái niềm tin vào mình sẽ cứu được ha thì thôi một ngày mới hoa ba trồng chúc tất cả mọi người anh em gần xa nha một ngày mới luôn luôn được mạnh khỏe làm ăn gặp nhiều may mắn nha phát tài phát lộc sức khỏe giàu và gia đình phúc Xin chào tất cả anh em Xin chào tất cả mọi người